Chào anh em nhá. Hôm nay tranh thủ đi xuống rẫy đi coi lại cái vườn hàng xóm bữa trước, cách đây cũng một năm rồi á, là mình có ghép cây sầu riêng á, là cà phê mình ghép này. Vết kép này nè, dây kép này còn này. Chào các bạn, thấy lên đẹp không? Ra khá là nhiều cành đúng không? Đây này, để lại là chuẩn bị kép cành này. Kép cành là comment luôn các bạn. Quá đã không? Quá đẹp luôn không? Chưa tới 2 năm, 1 năm rưỡi ạ. Đây là cà gì này mà đẹp vậy? Đây này các bạn này, đẹp không? Quá đẹp không? Này một nấm luôn hả ta? Có nấm để ăn rồi nè. Ui trời ơi, nấm tai mèo. Mày cái nấm cái rìu. Đấy, bạn thấy đẹp không? Quá chuẩn mình lì luôn ha. Ghép hai chồi, mỗi cây mình ghép hai chồi. Hai chồi nhiều người nói là nó không có ra trái. Không phải đâu các bạn ơi. Ra trái hay không là do cách mình chăm, chứ không phải là lý do là nó hai cái chồi như vậy mà nó không ra trái. Đấy. Trồng cây thực sinh rồi ghép hết. Mình ghép như mình trồng như vậy nó đỡ bị trộm này, đỡ bị trộm bị nhổ á, và lại mình ghép nó sống cao hơn, mình trồng nó cũng chắc hơn. Đây bạn này, chia này kìa. Cái này vừa rồi nắng quá không có tưới là xít chết này. Mày giờ nó lên lại nó đẹp này. Cái này thân gốc nó rất là nhỏ này. Và cái này trên luôn này. Kết đô na
Thôi chạy đi uống nước rồi đó, khát nước rồi. Mùa mưa nó bắt đầu nó tới á, là các bạn thấy cà phê nó bắt đầu nó hiện tượng nó rụng trái này. Một phần là do bị nấm mùa cuốn trái với lại rụng sinh lý. Với lại nó bị khô cành như vậy này. Đấy. Ở đây ít hiện tượng mà nó bị khô cành với lại bị nấm dị sắt các đồ các thứ. Bị sao độc thân à? Đó, ví dụ như đây này, đố mắt cua này. Đây, sao độc thân này. Uống chưa? Đây này, đó, đây là hiện tượng này bị nấm này. Đó. Đây này, đó, thấy không? Đây, nó bị thối cả trái luôn này đó. Có nghĩa là lá xanh bị héo này. Lá xanh bị héo này. Thấy không? Nó rụng này, đây nó bị nấm này. Đó, đây nó bị khô này. Nó bị thối luôn này. Nên giờ mình phải mua phân và lại thuốc để đặc trị nha. Cái này tác dụng hai chiều nha, vừa là trừ bệnh này, vừa lại bổ sung chất dinh dưỡng cho cây nữa. Rồi chào mọi người nha.